dậy 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 giờ này anh phải ra ngủ chúng mày. Trước anh cũng nói chúng mày rồi đúng không, là anh bảo là anh muốn sang Hàn Quốc với Ngọc. Cái gì anh sang Hàn Quốc với Ngọc á? Nói chung là quyết định của anh đã ra rồi, cho dù em đồng ý hay không ấy thì anh vẫn phải đi, vì cái cuộc sống của mỗi người mà là có tự lựa chọn của nó. Đúng. Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ chưa? Không phải là anh thích xa mà xa đâu. Anh bây giờ anh suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ anh chỉ có thiếu mỗi tiền thôi. Điện thoại vlog.com, shop bán nick Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hay đến ngay với shop điện thoại vlog.com ủng hộ mình nhé. Hello. Chào mừng tất cả chúng bạn đã quay trở lại một thằng sinh đôi. Thế mà thì rất lâu rồi mọi người, từ cái lúc Ngọc đi là mọi người chưa biết tung tích của Ngọc là như nào đúng không? Thì mình có rất nhiều người cứ bảo là anh cạt video Ngọc đi, và có rất càng rất nhiều người bảo mình là sang với Ngọc đi. Đấy, thì nói chung là cái mục đích là sang với Ngọc ấy, là cái mục đích sang với Ngọc thì cái đấy là mình cũng nghĩ đến rồi. Thì chắc chắn là sẽ có một ngày gần nhất là mình sang, thì hiện tại là bây giờ mình cũng đang làm thủ tục rồi, không biết là khi nào sang thôi. Mình bây giờ phải bắt buộc phải làm một hộ chiếu và visa rồi đấy. Thì trước tiên là trước khi đi đấy thì mình cũng vừa chơi vừa thật với cả Thằng Tuyền và cả Lê Diễm xem nhỉ. Thì hôm nay mình muốn mục đích là thứ nhất giúp Tuyền điều tra xem cái quỹ đen của Lý Diễm là có bao nhiêu, vì Tuyền từ trước giờ là không biết quỹ đen của Lý Diễm có bao nhiêu đấy. Cái thứ hai là mình chôn cả hai đứa nó, mà mình sẽ vay tiền nó để đi sang Hàn Quốc để xem nó cho vay không. Nếu mà nó cho mình vay thật nhé, thì chắc chắn là mình phải lấy để mình đi rồi đúng không, vì đang nào bây giờ sang đấy mình làm gì có tiền đâu. Vì mình chắc chắn là mình sang đấy là sẽ phải bỏ lại công việc ở nhà để cho Tuyền Diễm làm rồi, thì chắc chắn là phản ứng của hai này chắc sẽ buồn đúng không ạ. Thì bây giờ hai nó đang trong nghe ngủ thì với đứng nghe ăn trộm đồ nghe bò bía ở trong tủ lạnh của Diễm. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào mình đánh thức của nó dậy, mình sẽ thử dậy bằng cơm mọi người nhé. Ok. Để khi mọi người đấy thì bọn này suốt ngày chỉ thấy ngủ thôi, cậy mùa đông lạnh giá còn kiểu ôm nhau đấy, cứ để mình bơ bơ mà mình ở trên giường ngủ mình thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào mình gọi nó. Đây, tiếp nhận như này, quay nhỉ. Mẹ nó cặp nhau này, nó cặp như kiểu là tôm cặp nhau, mẹ nghe ghê kỵ thế nhỉ. Dậy bước dậy bước dậy bước dậy dậy giờ này cũng phải ra ngủ chúng mày. Dậy chào bọn chưa, bọn bố mày đã ngủ ngoài kia một mình lạnh giá rồi nhở, đã không cho vào đây ngủ thôi thì đừng có ngủ trước tao. Mày ngủ trước tao, bố mày cứ nhìn cái cảnh này làm sao bố mày chịu được hả? À, có lại thằng này bố ạ, có việc tao vào chứ mày nghĩ tao rảnh tao vào phòng chúng mày tao chơi à? Hả? Mà mày biết tao đang ngủ không hả? Việc gì thì mày mà để thức dậy làm chứ. Nhưng mà tao vẫn vội lắm rồi, mày hiểu không? Đang cần lắm rồi, gấp lắm rồi. Mai cái không gì? Kịp. Anh cần cái gì gấp, việc gì mà gấp? Thì nói thật nhá, anh nói thật sự là từ trước giờ anh cũng không bao giờ anh động chạm đến cái quỹ đen hay cái gì của mày đâu. Đấy. Anh cũng không bao giờ anh hỏi đến quỹ đen của mày có bao nhiêu cái gì cả. Nhưng mà thật sự là anh trước anh cũng nói cho mày rồi đúng không? Là anh bảo là anh muốn sang Hàn Quốc với Ngọc. Cái gì anh sang Hàn Quốc với Ngọc á? Nói chung là quyết định của anh đã ra rồi, cho dù em đồng ý hay không ấy thì anh vẫn phải đi, vì cái cuộc sống của mỗi người mà là có tự lựa chọn của nó. Đúng. Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ chưa? Không phải là anh thích xa mà xa đâu. Anh bây giờ anh suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ anh chỉ có thiếu mỗi tiền thôi. Thật. Kỹ thì kỹ lắm rồi, nhưng mà tiền là chưa kỹ. Ờ đây rồi. Mày ở sang Hàn Quốc luôn. Thiếu tiền luôn. Xí chưa xong gì kênh tao chả bán. Để tao gieo luôn. Tao bán kênh luôn, tao gieo kênh luôn nhá. Tao không quan trọng là sáng sớm mai tao phải đi nên tao làm visa cả làm hộ chiếu rồi, hiểu chưa? Mày giả vừa là đây. Tao phải gọi cho mày dậy để cho vay tiền tao đi. Bây anh cứ suy nghĩ lông lỗi thế. Anh suy nghĩ chín chắn rồi, bây giờ anh phải có cái tình yêu của anh quyết định là đi theo cái con đường tình yêu của anh, hiểu không? Nào con đường tình yêu nó vẫy gọi. Còn giờ tình yêu người ta còn đợi được nhau chứ làm sao? Đợi à? 15, 20 năm người ta còn đợi được. Đợi được thì mẹ mày bố mày không chia tay Ngọc một năm trước, hiểu chưa? Sang một tuần phát cãi nhau chia tay luôn, chia tay từ lúc đấy đến lúc này. Bây giờ nó mới đi xong, bây giờ không sang tìm nó ở với nó thì nó lại chia tay tao hả? Nhưng mà cái Ngọc ấy, nó một con người lăng nhăng ấy, thì lúc nó sang phát là chia tay anh lâu rồi, bây giờ chả còn ở đây đâu mà yêu với đương. Thôi, bố yêu ai bố mình đi đâu, việc bố mình quan trọng là chúng mày chỉ việc là tao cần gì chúng mày giúp đấy thôi. Nhưng giúp mà được bây giờ anh chỉ cần tiền thôi gì? Chuẩn! Nhưng mà này, bây giờ tiền này đéo đâu tiền. Hả? Tao biết là tao mày không... ấy. Tao biết là tao mày không có rồi, nhưng mà tao biết là Diễm rồi nuôi nó bảo giấu mình giấu mày cũng quý điên, nhưng mà tao biết được có bao nhiêu thì anh quý điên thì cũng chỉ có tầm 1-2 triệu thôi, nhiều thế mày đòi nó có chưa mày. Nhưng mà đấy thì thật sự là anh không biết là em quý điên có bao nhiêu, mà anh khổ lắm, anh biết anh cần mấy chục triệu để đi sang đấy anh
để anh sang đấy mua vé máy bay các kiểu đi. Em thì tiền lắm. Thì em có đủ cho anh đi, nhưng mà anh trước khi mà em đưa cho anh tiền thì anh phải suy nghĩ kỹ. Rồi anh suy nghĩ rồi, ngồi bánh ngồi. Anh thì anh chắc chắn là anh phải suy nghĩ kỹ rồi thì anh mới phải làm như thế. Ê, khoan nhiên đây tiền gì? Tiền của em. Em đừng nói đây quỹ đen nhá. Ô, chỉ chả là quỹ đen của em còn... Mẹ khỉ nhà bố. Tao đéo không ngờ mày làm cái gì mà mày giấu được nhiều quỹ đen này hả? Ô, em làm việc trong sáng của em ấy. À, bảo sao mỗi lần tao có 50, tao găm trong túi để chuẩn bị đi cắt tóc gã sáng mà cuối cùng tao không thấy đâu, hóa ra là mày cứ giúp là tao. Là cái 50 à? Của anh ấy không bằng một tờ này của em nhá. Thôi, cái mục đích của bố mày là bố vào vay tiền của quỹ đen hay cái gì của gia đình mày, chúng mày tự đóng cửa giải quyết, hiểu không? Cái mục đích của tao vào đây là tao chỉ xin mượn tiền để nó sang Hàn Quốc với Ngọc ơi, còn sau này tao có tiền tao giả không có tao vùng thế thôi. Cái gì không có anh Bùng á? À không, không có anh Bùng, chả là sao. Này nhá, con chó lợn này. Hôm nay mẹ mày không nhờ thủ tọa tao cũng đóng đi là mày găm nhiều quỹ đen đấy. Mày có biết là bao ngày qua tao phải như cắn răng chịu đựng, tao nhận như đói, tao nhìn một loạn bắp phở và tao nhìn tao trễ luôn đấy. Mà tao không dám ăn một bát đâu hả? Sao anh cứ bảo em? Mày như này, tao xin mày 3.000 cái tóc thôi, mày cũng không cho tao nhá. Mày để tao tóc phải xòe ra như Lý Quỳ thôi, mày mới chịu cho tao cắt nhá. Để cho nó bố cắt nhá. Cáo với tao vì tao hôm nay tao mua những quỹ điện cho mày đúng không? Thế bây giờ thì lấy đưa tao đi chơi rồi chưa? Chưa, chưa, chưa. À, được rồi, nó mày. Anh quá, thế là thế nào? Vừa em nghe thấy các anh bảo cái gì mà cái gì chia. Không, không chia gì cả, ý là anh vay số này xong rồi sang Campuchia. Sang Campuchia để gặp Ngọc. Cái gì mà gặp Ngọc ở Campuchia? Ý là Hàn Quốc, Campuchia gần nhau ấy. Em không biết, giờ biết. Đúng, giờ biết. Em không tin nên mạo xem à. Campuchia cả Hàn Quốc gần nhau. Anh cứ liệu hồn nhá, em đưa cho anh tiền để anh sang với Ngọc chứ không phải đưa anh tiền để anh đi chơi đâu. Ừ, em mà phát hiện ra anh mà đi sang đi đâu chơi mà tiêu số tiền này thì anh đừng trách em nên đừng có mà nhìn mặt em nhá. Mày đem gái Hàn Quốc 500.000, Việt Nam 300.000, bên đây 500. Cái gì? 2 triệu. Thì đã ngon, nó phấn khởi như thế cơ mà. Ngon chân chân dài. Thế không? Không không em ạ, đấy là anh đang nói về gái bên đấy, không phải là nói anh thích gái bên đấy, hiểu chưa? Hả? Rồi có chơi có bao nhiêu xỉa đây thì anh đi. Ừ, bỏ tao 10.000 ra cho. Trả 10.000, 10.000 năm ăn gì được cái bánh mì ngày mai. À, thôi cứ đưa 10.000 ngày mai thì anh ăn bánh mì thì mới có sức để đi chứ đấy, đưa luôn đây. Rồi đây, bỏ quá. Nằm có quèo đứng tiền. Không phải tiền của anh đâu mà đếm làm gì. Ra phải đếm chắc chắn bao nhiêu, bây giờ mày đưa cầm một cục này mày bảo lấy gần trăm đấy. Ở đấy mày bảo gần trăm, không biết chính xác bao nhiêu, mai tao cầm đi mày bảo cho đấy 2 lít 90 bia, tao không chắc chắn được biết bao nhiêu, mai mày nổ giá thì mày tao biết được nghe. Thế cho bao nhiêu? Alo, 90 chưa? Vâng, ok anh nhá. Đêm này có thằng nào gọi mày hả? Đêm này có con là gọi cứ rủ chơi gái khổ thế nhỉ? Thôi nói chung chuyện của gia đình mình cũng thôi về nhà đánh nóng cái cửa sau. Bây giờ anh bảo chứ bây giờ anh chỉ dặn là mỗi hai đứa một câu này. Anh sang đấy thì ở nhà đảm nhiệm cái kênh điện thoại vlog cũng đang nhé, vì chắc chắn là sang bên đây không có máy tính rồi, sang đấy là để làm việc để kiếm tiền chứ không để mà không làm được gì. Rồi, vấn anh đề này tâm, anh đấy. Sang đến nơi là kênh anh cũng đi mà. Ở đây nói chung đấy chỉ là cái nguyện vọng của anh dành cho chúng mày, chứ mày không nghe bán kênh thì ngày anh về thì anh xù chỗ này đấy. Thôi rồi anh cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Đi á, mai đi cẩn thận đấy. Quả quẹo Campuchia, Hàn Quốc thì để mai mới đi, mai đi làm hộ chiếu lại đây, mà hai gì đây, ứng nước mình, nhé, ngồi. Ui quả này, thế quả này, quạt chó này không biết là quỹ đen của nó kiểu gì mà lắm tiền thế này nhỉ? 1, 2, 3, 4 này, nói chung ở chỗ này phải mấy 20-30 triệu ấy, khẳng định mọi người nó chỗ này phải 20-30 triệu, không biết con này găm lấy tiền đâu hay là lấy mẹ, hay là tiền mình để nó giữ lại nó lại găm chừng chẳng, nó rút một tờ nhỉ, rút lõi một tờ nhỉ, nhưng mẹ tổ đi. Ôi, nói chung là có tiền là được rồi, nói chung là hẹn mọi người ngày gần nhất là mình cả Ngọc sẽ được bên nhau ở bên Hàn Quốc rồi nhá. Mình sắp mình nói chung mình làm thủ tục rồi, có hộ chiếu rồi, bây giờ chỉ thiếu visa thôi. À,
Ok mọi người nhé, hẹn anh em clip sau. Mọi người nếu mà nhớ còn nhớ đến Phạm Ngọc thì nói chung Phạm Ngọc là cả mình vẫn đang bình thường nhé, không có gì cả đấy, nói chung mọi người nhớ ủng hộ cho mình và Ngọc tiếp tục làm video nhiều cho mọi người xem nhé. Ok bye bye nhé.